Chào mọi người, Duke đây. Hôm nay sẽ tiếp tục là một bộ phim kinh dị nhưng là của Úc, tên là 100 Bloody Acres, được phát hành vào năm 2012. Anh em thấy hay nhớ để lại một like với đăng ký kênh nhá. Bộ phim xoay quanh hai anh em là Rex và Lindsay Morgan, cả hai có một cơ sở làm phân hữu cơ từ xác với xương của động vật. Tức là phân bón đó có thành phần đặc biệt là xác chết động vật hay xác người. Điều này mang lại cho hai anh em một nguồn lợi nhuận khổng lồ, vì đó là một công thức cực kỳ cạnh tranh trên thị trường. Khi Rex đang đi giao hàng cho một người tên là Charlie Wick, anh ta tình cờ gặp một vụ tai nạn bên đường, đó là một chiếc xe ben húc thẳng vào cây. Tài xế đã chết bên trong từ lâu. Trước giờ Lindsay chưa từng xem trọng Rex vì công việc của anh ta chỉ là giao hàng, với Lindsay là vô dụng. Nên giờ Rex thấy đây là một cơ hội tốt để thể hiện. Để Lindsay bớt thái độ láo nháo với Rex lại, tiện thể làm cho phân bón tốt hơn. Anh ta nhìn quanh xem có ai không, rồi lôi cái xác to béo kia lên xe tải chở hàng của mình. Khi Rex đang đóng cửa, anh ta đã vô tình dập mạnh, khiến vài ngón tay từ cái xác bị cắt đứt. Rex thấy thế thì lụm lại rồi ném luôn vô trong xe. Không ổn rồi, phi tăng xác mà làm thế này là toi rồi. Tiếp theo ta đến với một cặp, đó là Sophie và anh chàng Wes. Cả hai đang hun hít nhau, nhưng rồi có việc gì đó cản trở, khiến cả hai trở lại đường đi. Khi đó họ thấy một chỗ đặt đầy hoa với di ảnh của người đã khuất. 6 người đó đã mất trong một tai nạn vài năm trước, nhưng thi thể họ thì không thể tìm thấy được. Wes chế nhạo họ, nói rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi mất nên mới không thấy xác. Bỗng nhiên, một bà lão có dắt thêm chó xuất hiện đằng sau cả hai. Sophie thấy thế liền xin lỗi rồi rời đi. Sau đó cả hai người trở về đường cấy, nơi đó có một chiếc xe bị hỏng và người sửa xe là bạn trai Sophie, James. Hóa ra anh chàng James này đang định cầu hôn Sophie. Anh ta không hề biết Sophie đang cắm sừng mình với anh bạn Wes, tội chú Kỳ Lân. Vì họ không thể sửa cái xe đó nên cả ba quyết định đi bộ tới lễ hội âm nhạc. Khi đó thì người phụ nữ kia cũng lái xe qua. Cả ba muốn đi nhờ nhưng bà ấy không dừng xe lại, nghiệp này là từ cái mỏ thằng Wes mà ra. Sau một lúc chờ đợi, cả ba nhìn thấy xe tải của Rex, gặp ai không gặp, gặp ngay thằng sát nhân. Thế là cả ba chặn đường rồi xin đi nhờ đến lễ hội âm nhạc. Lúc đầu thì Rex không chịu, bảo rằng đang trễ làm rồi. Nhưng khi Rex thấy Sophie đang tươi ngon mơn mởn thì lại đổi ý, thế là cũng giúp cả ba. Còn đi tới đâu thì có trời biết. Sophie được ngồi bên cạnh Rex trong cabin xe thì hai cậu chàng phải ngồi trong thùng xe với đống phân bón. Trước đó, Rex đã giấu cái xác đi và giải thích rằng mùi hôi là từ mấy con kangaroo chết chứ không phải người nha. Sophie với Rex nói chuyện rất rôm rả, cả hai cùng nghe nhạc trên radio và hát theo. Rex nói rằng anh ta đang chờ nghe về quảng cáo của doanh nghiệp mình trên radio, còn Sophie thì thừa nhận là đang cắm sừng James. Còn anh chàng ngây thơ đó thì khoe với Wes về ý định cầu hôn Sophie tại lễ hội âm nhạc. Một lát sau, Wes lôi ra một điếu quấn thảo mộc, nói rằng thứ này hay lắm, giúp anh ta thoải mái. Khi cả hai đang rôm rả nói chuyện thì cái tay xác chết lòi ra, khiến cả hai hoảng loạn tột độ, muốn dừng xe ngay lập tức. Hai thằng này ngu chứ là tôi thì cứ im im mẹ đi, la làm gì cho người ta biết. Quả nhiên, Rex cảm nhận thấy gì đó nên ra ngoài, nhưng là khóa luôn cái cửa phía sau, rồi trở lại với Sophie, nói là chả có chuyện gì cả, chỉ là hai thằng kia đang vui vẻ với thảo mộc nên lên cơn thôi. Rồi Rex hỏi Sophie là có muốn đến khu chế tạo phân bón của họ không, cô nghe thế liền đồng ý. Cảnh sau, ta thấy Lindsay đang nói chuyện điện thoại với Charlie Wick về đống phân bón chưa được giao. Charlie bực mình vì đống hàng của anh ta chưa đến nơi. Ngay lúc đó, Rex đã về nhà máy, cùng với đó là Sophie và hai thằng Niu kia. Họ liền hét to là trong xe có người chết, la hét đủ kiểu, khiến Sophie cảm thấy có gì không ổn, định đi về phía xe tải xem sao, nhưng Rex đã lôi cô lại ngay lập tức rồi nhốt cô vô trong. Lindsay đi tới, hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, hai thằng kia vẫn la hét điên cuồng bên trong thùng xe, này là tác dụng của thảo mộc đây mà. Thế là hai anh em Rex, Lindsay nhốt cả ba đứa láo nháo này vào trong nhà máy luôn. Dù Sophie đã cầu xin tha cho họ đi nhưng hai anh em kia mắt mù tai điếc, tất nhiên là không thể thả đi rồi. Thế là Sophie chơi đòn tâm lý, nói với Rex rằng Lindsay không nên bắt nạt anh ta như thế. Lindsay nghe thế liền kêu Rex ra ngoài rồi túm cổ anh ta lại. Tên dâu ria đó đang bực mình vì Rex đã đem về một đống rắc rối cho cả hai, có cả cái xác kia thì sao mà để ba đứa đi được. Rex đề nghị chỉ dùng cái xác cho công thức phân bón mới, còn ba đứa kia thì thả đi, nhưng tất nhiên Lindsay không chịu, thả đi cho nó báo à. Rồi hai anh em lôi xác tài xế kia vào trong, treo lên trên, chuẩn bị làm thịt, nhưng tài xế còn sống rồi mở mắt ra, bất ngờ chưa. Nhưng Lindsay vốn là một kẻ tâm thần điên loạn nên xay thịt anh ta luôn. Rex thì cố gắng cứu người tài xế nhưng không được. Rồi Lindsay pha trộn ra một công thức phân bón từ máu với xương người, nó là một công thức tuyệt hảo, tốt hơn trước giờ. Hắn ta nhận ra rằng nghiền nát thịt người còn sống sẽ đem tới một kết quả tuyệt vời cho phân bón, vì khi đó họ sợ hãi nên tiết ra nhiều hormone hơn.
thế là Lindsay quyết định sẽ nghiền thịt cả ba người còn lại, bắt đầu với Sophie, nhưng Greg khuyên can lại, bảo hãy bắt đầu với James trước đi. Thế là hai anh em cởi trói cho James. Trói ngược anh ta lên dây xích, một cái hộp rớt xuống dưới thau máu. Greg cầm lên thì thấy đó là một cái nhẫn dùng để cầu hôn. Khi hai anh em đang bận rộn với James, Wes đã tự cắt dây trói bằng một con dao, tự cởi trói rồi chạy trốn bằng xe tải của Greg. Lindsay lái xe đuổi theo, để mọi chuyện ở đây cho Greg xử lý. Wes chạy tới một ngôi làng xây dựng kiểu cổ tích rồi trốn ở đó, nơi đó đã đóng cửa từ lâu. Rồi bằng một cách nào đó mà Wes đã hạ gục được Lindsay, cậu ta liền chạy ra xe của tên kia nhưng lại không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Do đang phê thảo mộc với bị kích động tột độ, Wes nhanh chóng lâm vào ảo giác chạy đi chạy lại thế nào mà lại đụng độ Lindsay. Lần này thì tên to con kia hạ gục Wes rồi nhốt vào cốp xe. Quay về nhà máy, ngay khi Lindsay đi, Sophie cố gắng thuyết phục Greg để cô với James đi. Greg vốn đã có cảm tình với cô từ lần gặp đầu tiên, anh ta mau chóng bị cô thuyết phục. Nhưng khi Sophie bảo hãy cởi trói cho cô thì Greg liền nhận ra là cô chỉ đang lợi dụng anh ta thôi. Greg liền chửi Sophie là con bíp cắm sừng bạn trai, con bíp không biết xấu hổ rồi cũng đi ra ngoài. James nghe thấy hết nên cực kỳ tức giận, nhưng cô thể nói năng gì được vì bị bịt miệng mất rồi. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Sophie, rồi cô cũng giải thích là cô không còn muốn ở bên anh nữa. Anh ta hách dịch ra trưởng, không cho cô cảm giác muốn ở bên nữa. Rồi Sophie chú ý thấy cái điện thoại dưới sàn, cô cố gắng với lấy nó bằng chân. Nhưng khi Sophie di chuyển thì sợi dây trói James lại nhúc nhích, khiến anh càng rơi xuống nhanh hơn. Ta quay trở lại với Lindsay, trên đường đi về nhà máy, anh ta bị bớ lại bởi một anh công an. Anh ta bắt đầu nghi ngờ Lindsay vì Wes đang liên tục gào thét trong thùng xe. Nên anh ta kêu Lindsay mở thùng xe ra. Sai lầm là anh công an tự mở ra, cũng thấy Wes đang bị thương nằm bên trong. Nhưng khi quay lại định bắt Lindsay thì bị anh ta chĩa súng vào, rồi đúng một phát Tây Thiên cực nhọc, rồi xác ông ta cũng được để trong thùng xe với Wes luôn. Đáng lẽ phải để Lindsay tự mở chứ. Công an này không giòn rồi. Khi đó, Greg đang nằm trong phòng, anh ta nhận ra tình cảm của mình dành cho Sophie và đang nghĩ cách giúp cả nhóm không bị giết, nhưng tay thì hơi lạ nha. Greg quay về nhà máy, cởi trói cho Sophie, giúp James thoát khỏi dây xích kia. Nhưng khi mới cởi băng bịt miệng James ra thì anh ta liền chửi Sophie là con bíp bíp vì phản bội anh ta. James chửi rùa đe dọa Sophie đủ kiểu. Ở bên kia, khi Lindsay trở về, anh ta nhận ra rằng những quả bí ngô siêu to khổng lồ mà bản thân trồng để dự thi đã bị phá nát. Tức điên lên, anh ta tấn công Greg vì đã phá hủy nó, nhưng Greg lần này đã chống trả lại Lindsay, tiếc cái là thể hình quá chênh lệch nên không ăn được tên điên đó. Rồi Greg bị lôi ra ngoài xe. Kỳ quái thế nào mà lại mở thùng xe ra, Greg thấy trong đó là Wes với xác ông cảnh sát. Wes mò lấy khẩu súng của ông cảnh sát rồi bắn Greg, nhưng anh đang bị ảo giác nên chỉ bắn trúng vai Greg thôi. Xui xẻo thay khi đó là người muốn cứu họ. Lindsay nghe tiếng súng thì tiến tới, cắt phăng đi bàn tay kia của Wes. Ngay sau đó, hai anh em thấy dì của họ đang tới từ đằng xa. Nên Lindsay đã đẩy Greg vào luôn thùng xe kia. Người dì đó chính là người phụ nữ đầu phim. Bà đến đây để thăm hai anh em một cách bất ngờ. Trong thùng xe, Greg phải an ủi Wes vì mất đi bàn tay. Anh ta cũng nói rằng họ sẽ ra khỏi nơi này. Ở bên kia, dì Nancy tới nhà gặp Lindsay, làm hắn ta nguôi giận. Dì khuyên hắn ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý để học kiểm soát cơn giận dữ của mình. Nhưng tất nhiên anh ta không chịu. Khi dì Nancy hỏi Greg đâu thì hắn bảo Greg đã đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Còn chú chó kia của dì Nancy, nó đã vô tình mở cái cốp xe ra vì ngửi thấy mùi Greg, giúp cả hai trốn ra được thùng xe. Rồi cả hai vào nhà máy, giúp cởi trói cho Sophie với James. Ngay lập tức, James xông tới tấn công Wes. Cái tội đơm nhau với người yêu của bạn. Greg phải can cả hai ra, giờ mà còn cãi nhau nữa. Rồi anh ta xách theo con dao đi tìm thằng Lindsay, sẵn tiện tìm luôn cái chìa khóa chứ chạy bộ mệt lắm. Khi Greg rời đi, cả ba người kia vẫn ở trong nhà máy, chờ Greg mang xe tới chở cả đám đi. Cùng lúc đó, họ thấy con chó của Nancy đang vui vẻ chạy qua, miệng ngậm ngay cái tay bị chặt đứt của Wes. Anh ta thấy thế thì liền chạy theo con chó, muốn lấy lại cái tay đứt của mình để sau còn nối lại. Ở bên kia, Greg vào nhà, thấy dì Nancy với Lindsay đang ân ái mây mưa với nhau. Greg hoảng loạn cực độ, sang chấn tâm lý, anh ta luôn tưởng rằng dì là một người tốt chứ không ngờ đến chuyện này. Greg suy nghĩ một hồi rồi không muốn đụng tới Lindsay nữa, chỉ cầm chìa khóa đi thôi. Nhưng khi anh ta đang chuẩn bị bò ra khỏi nhà thì thằng Wes đi vào, cái mồm oang oang lên làm hai người kia chú ý. Thế nên bị Lindsay bắn chết tại chỗ. Tao nói nghiệp là từ cái mồm thằng này mà ra. Sau đó, Greg với Lindsay cãi nhau chí chóe, không ai nhường ai. Trong lúc nóng đầu, Greg oán trách về việc Lindsay đã nghiền thịt người sống để có công thức tốt nhất. Nancy nghe thấy thì không tin nổi, liền la hét hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra ở đây thế.
Lindsay do lo sợ Nancy sẽ thông báo chuyện này cho truyền thông nên đã giết luôn bà ta, rồi hắn dí súng vô đầu Greg nhưng vì lý do gì đó mà không bóp cò, chắc là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Greg thấy thế liền phang một dao vào tay Lindsay rồi chuồn ngay ra ngoài. Cùng lúc đó, Sophie với James đang chạy trốn thì nghe thấy tiếng súng từ căn nhà. James muốn tiếp tục chạy trốn, còn Sophie thì chạy ngược lại đó để giúp Greg. Ở bên kia, Greg đã về tới nhà máy nhưng anh ta lại chẳng thấy ai ở đó cả, họ chạy hết rồi. Chỉ còn lại Lindsay, hắn đi vào với cánh tay đầy máu, bắt trói Greg lên dây xích định nghiền luôn người anh em. May mắn thay khi Sophie trở lại đúng lúc nhưng khả năng bắn súng quá tệ nên cô bắn không trúng Lindsay. Sau đó Sophie vẫn đe dọa hắn ta thả Greg ra, cô có súng đó. Lindsay sợ hãi cũng từ từ lùi lại sau, Greg thấy cơ hội tới liền ôm lấy hắn ta từ đằng sau, rồi ném tên đồ tể đó vào máy xay thịt. Sau khi Lindsay chết, Greg đưa cho Sophie chiếc nhẫn cầu hôn của James, cô ấy mỉm cười và nhận lấy chiếc nhẫn đó. Mà cái tư thế máu dồn lên não này không tốt đâu nha, anh em đừng thử cầu hôn kiểu này nhé. Ở bên kia, James đã chạy ra đường lớn, anh ta gào thét chặn đường một xe khác nhờ giúp đỡ, hóa ra tên đó chính là khách hàng thân quen của hai anh em kia, Charlie Wick. Bộ phim kết thúc khi hắn ta tông thẳng vào James rồi đi tiếp. Thằng James mà quay lại cứu Greg là không có chuyện gì rồi. Quá non, và tôi là Duke Review. Anh em thấy hay nhớ để lại một like với đăng ký kênh nhé.